Hello các người anh em của tôi. Nhìn mấy đứa bánh cuống mà nó hấp dẫn như là người làm clip vậy. Có ai mà không si mê cơ chứ. Thì sau cái vlog rừng núi Hoàng Sơ thì bây giờ ta lại trở về với thành phố xa hoa, nơi mà những tiếng chim hót bị thay thế bằng những tiếng xe. Ý tôi bảo là những con chim trên cây nhé. Còn tôi thì làm sao mà bị thay thế được. Nói đến đây thì anh em cũng biết là chủ đề hôm nay là về chim rồi đấy. Còn đây thì là góc nghiêng của em nó khi nhìn trên cao. Còn nó giống cái gì thì còn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của anh em nhé. Thôi thì nhăn nhở từ đầu clip đến giờ rồi, thì bây giờ vào vấn đề chính cho anh em nhé. Đây là cầu Hoàng Văn Thụ của Hải Phòng. Cây cầu mang tầm cỡ quốc tế, biểu tượng mới của Hải Phòng. Cây cầu mà chị em nào cũng thích. Ý tôi bảo là thích lên đây để xúc ảo nhé, chứ không phải như là lời mấy ông cứ nghĩ tôi như thế. Quả này thì hai anh em đang tập đi xe để được vào hội Mohi Cường Chéo của các idol Hải Phòng, chuyên đua xe trên cầu này luôn anh em. Đấy, thì quả này thì hai anh em đang ngồi dưới chân cầu để tính toán xem là một năm thì Hải Phòng mất bao nhiêu tiền điện để phục vụ cho công cuộc sống ảo của anh em. Thì ngồi tính nhẩm tầm 3 tiếng không được thì thôi, hai anh em quyết định là về ăn cơm. Đấy, tối đi ngủ thì có gì hai anh em lại tính toán tiếp. Vì tình hình dịch bệnh cho nên là quán tạm thời đóng cửa anh em ạ. Đấy, cho nên là mấy có thời gian dẫn anh em đi chơi. Đấy, thì đằng đầu đưa anh em lên phố mà mấy cô hàng xóm này cứ bảo là mấy anh em nhà bay đi thi sát việc à. Nghe có thấy tự ái không cơ chứ. Thì với kinh nghiệm 2 tháng mà ở Yon rồi thì tôi có đưa anh em đi chơi thôi chứ không ăn. Thì nhìn anh em chơi say mê này thì tôi lại nhớ đến bố tôi. Ngày xưa bố tôi cũng trông tôi chơi như thế này. Thì giờ tôi lại trông là anh em thôi. Đấy, còn đây thì hai trường hợp là chơi thích quá anh em ạ, mà không muốn về luôn, xong ngồi đây đòi ăn vạ. Thì chơi chán xong thì cũng tầm 10 giờ rồi, cũng đến giờ đóng cửa rồi. Thì do cái nhu cầu anh em cũng muốn đi bộ cho nên là mình cố tình lạc đường để cho anh em đi bộ chơi thôi chứ. Đấy, còn đây thì là thành quả sau một đêm dẫn các idol giáp việc đi chơi. Đấy, được mời uống nước anh em ạ. Thì cuộc vui nào thì cũng có lúc hết tiền thôi anh em ạ. Đấy, lần sau thì sẽ quay vlog ăn uống cho anh em, nếu mà ngân hàng cho mình vay tiền. Bye bye anh em. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, như ta đang mong vậy thôi.